Hello mọi người, hôm nay tiếp tục là một cái mẫu Daiko máy China nội địa nha. Thì hôm nay về được cái mẫu Titan khá là đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Giá thì chỉ từ 320.000 một máy, mỗi máy lên 10.000. Thì size thì nó có đầy đủ size, size từ 2.000 nè, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Thì size nó cũng bằng size của những dòng máy Daiko trước giờ mọi người dùng, thí dụ như Daiko AC, Daiko FS, rồi Daiko SW hoặc Daiko AR. Đó thì những cái mẫu đó thì hôm nay về cái mẫu mới nè, Daiko FX. Cái mẫu này là FX nha mọi người. Đây FX 2000 nè. 2000. Hay gọi cái tên nó dễ dễ nhớ là Daiko Titan nè. Đó, Daiko Titan. Trước giờ nó không có ra cái mẫu Titan này, mới ra nè. Thì nồi kim loại, tay quay kim loại nè, bát máy kim loại. Rồi núm tròn tiện CNC. Chung là mẫu khá là đẹp. Giá lại rẻ nha mọi người. Rẻ hơn hẳn so với cái dòng của Pioneer. Pioneer trước kia cũng ra một cái dòng Titan nhưng giá nó tới nha 600 800 700 gì đó. Này đây cô cạnh tranh khá là khốc liệt nha mọi người. Cũng là dòng máy Titan nhưng giá chỉ 320.000 thôi. Đầy đủ size luôn. Thì những cái size nhỏ như 2.000, 3.000 nè. 4.000. Mọi người có thể dùng để lua nha. Đây, tôi có size 2.000 cho mọi người xem. 234 thì cái size nó gần như là chênh lệch nhau một ít. Thí dụ như size này size 2.000 nè, nó size size 4.000, nó cũng gần gần nhau nha mọi người, nó không có chênh lệch quá. Rồi từ size 5.000, nhầm, từ size 6.000 và 7.000 thì nó sẽ chênh lệch lên. Đây, size đang cầm là size size này là mấy ngàn đây. Thông tin thì họ để ở trên cái đầu nè, trên cái mô pin 6.000 nha, FX 6.000 nè, nó size 6.000. Thì nếu mà người đi câu sông á, mà cần 2m7, 2m4, 3m thì dùng 6.000 hoặc là 7.000. Còn những cái cần ngắn hơn nữa, ví dụ 1m2, 1m5 đi câu tôm này kia rồi đó, thì mọi người dùng cái máy nhỏ thôi, máy tầm 2.000, 3.000 cũng được hoặc 4.000 cũng được. Không thích nó to hơn chút xíu thì 5.000 thì sẽ vào dây nhiều hơn tí xíu thôi, chứ size nó thì gần như nhau nha. Máy này mà ra nắng nó dội là cái màu nhìn rất là đẹp, nghiêng bên đây nghiêng bên kia thấy nó, thấy màu nó lên màu ấy mọi người, titan mà. Đó, thì cái dòng này cân nặng thì nó cũng giống như cái dòng kia thôi. Bây giờ sẽ cân nặng thử một vài máy cho người xem nha. Đó, máy máy nhỏ nhất đây, máy 2.000 nè. 2.000 thì nó có 234 gram. 4.000. 206. 234 mà 246 thì mỗi size nó chênh lệch khoảng 20 gram. Này 206 nè. Này 230 mấy, nó khoảng 20 gram nha. Có 6.000 thì hơi nặng nè. 6.000 chắc lên tới 300 350 gram quá. 360 gram, gần đúng nha mọi người. Chứ mọi người cầm cầm cái cân nặng của máy vòng vòng nó gần giống nhau thôi. Thì 7.000 thì nó khoảng 308 hoặc 390 gram á, size 7.000 thì cái nồi nó sẽ to hơn một tí xíu thôi. Còn lại cái body 6 với 7 thì nó như nhau. Đó, cái phần này nè, phần body nè, 6 7 nó sẽ như nhau. Còn chỉ 3 4 5 6 thì nó bé hơn. Người đi câu lua cũng được, còn cần 3 mét này mọi người đi câu sông nha. Dòng này thì giá tầm trung, nói chung là rẻ thì có rẻ hơn, cao thì có cao hơn. Nhưng mà dòng
Daiko dòng này vẫn thấy cao cao rồi đó. Những dòng khác nó rẻ không à, nó 100 mấy máy. Hoặc là mới về cái dòng QM, QM là mẫu này nè. Mẫu này cũng là 200 mấy nè. Đó, mẫu này vẫn còn, nhưng mà muốn rẻ hơn mẫu này. Mẫu này nhìn nó được cái là nó cái màu nó cũng đẹp. Đó. Giống như cái máy Shimano FX nha người. Đó, y hệt, không gì khác. Nó cũng đầy đủ size. Còn dòng này thì đẹp hơn Titan. Chung là cái màu này mà nó lắp chung với cái cần vê cong đó mọi người, đi câu tôm là y bài luôn. Cần Toro mà nó có cái dòng Toro cắm gốc đó. 900 mấy một cây á. Nó có một cái size là size size màu xanh. Màu xanh thật sự nó cũng ngã Titan giống thế này nè. Cốt máy thì khoảng 4 ly rưỡi nha mọi người. Nó khoảng 4 ly rưỡi nè. Tải cá thì tùy khả năng của mọi người thôi. Mọi người dòng thì cá bao nhiêu bắt cũng được, mười mấy 20 kg gì cũng được hết. Còn mà dạng chơi bạo lực thì mắc ráp máy này thì tầm 5-7 kg hoặc 10 kg. Còn cá lớn hơn cứ xả pin ra dòng. Nó rồi ok, giá thì cũng như lúc đầu đã nói 320.000. 320.000 cho size 2.000, mỗi size lên 10.000. Có nghĩa là 320, 330, 334, 5, 6, 7. Nó cho size 7.000 luôn, đầy đủ size cho mọi người chọn cái size thích hợp để câu nha. Ví dụ câu mà trong những cái chỗ mà vướng này kia rồi cần nhẹ nhỏ gọn thì có thể chọn size 4-5 ngàn để câu. Còn mà anh em ra ngoài sông lớn cần để quăng xa này kia đó và vô dây nhiều thì chọn size 6 ngàn hoặc 7 ngàn thôi. Còn đi câu tôm hoặc là câu lua thì sẽ 2-3 ngàn gì đó là đánh ok rồi đó. Máy rất rẻ so với cái chất lượng máy nha mọi người, thật sự mà rẻ rất nhiều luôn so với những cái hãng khác. Đúng là hàng Trung Quốc lúc nào nó cũng rẻ. Nhìn con máy này mà chỉ 300 mấy chục ngàn thôi là thấy quá ok phải không mọi người. Đó, quay mượt máy này nó không có để bao nhiêu bạc đạn nha mọi người, thường là tầm khoảng 3 bạc đạn. Ở trên này không biết bạc đạn hay là cái gì, trên này có đạn luôn nha mọi người. Dạng xoay được nè, đó nó không có chết nha, nè xoay nè, cho cước chúng ta nó ra vào chỗ này nó không có bị nóng. Một số cái mọi người câu để ý lâu năm á, lâu ngày đó mọi người xem nó còn quay không nha, nếu không còn quay là nó hư cước hoặc là nó bị xước cước á, nó hay bị nổ á. Mọi người xài thời gian nhớ để ý, hoặc là anh em kỹ thì cứ mua dầu về lâu lâu châm vô chỗ này nè, dầu máy á. Nếu dầu thường thì vài chục ngàn một khẩu thôi, còn xịn thì khoảng 100 mấy một khẩu để dành châm vào đó, chỗ những cái cò nhảy luôn nè, hoặc là chỗ tay quay. Nói chung câu mình bảo dưỡng máy kỹ thì xài lâu, còn xài mà quăng lung tung thì hư thì mua máy mới thôi. Chung là ăn thua do mình xài thôi nha mọi người. Đó rồi ok, thì mọi người đặt hàng alo shop rạng qua hai số điện thoại trên màn hình này. Ship hàng toàn quốc nha, giá thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Mọi người mua một máy thì phí vận chuyển 30 ngàn, còn nếu mua được hai máy á thì bên shop đang sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người luôn. Gửi toàn quốc cho xem hàng, hàng tới khui hàng ra và xem hàng xong rồi trả tiền cho người giao hàng nha. Đó, hoặc mọi người ở gần shop có địa chỉ phía dưới này ghé xem lấy luôn. Thì địa chỉ nếu không biết mọi người cứ gõ trên Google Maps đồ câu Lê Rạng thì sẽ đến tận nơi nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người lúc sau ạ.